Ok, chụp cái này mà đón tiếp nơi video riêng phía chân nghề nghề nơi dân kết tới chiếc phía thị bấy này và thì nằm bắt phần dưỡng cứ tiệm tôn cho nâng phê về lìa riêng nằm phê về lìa hay nơi chiếc phía thị bấy nhưng chẳng dương màu vĩnh cứ tiệm tôn dương miên ngày nếu như miên buồn phía một bằng hán phụ dưỡng hay ôm cho mình nó liệu tiêu hoa đó đá đời xa dương tại các bạn đó từ lời kia thì họ nằm bay nghe được trong trăm bị tặng là năng chẳng bị tìm mối cứ nhầm hà bia chẳng thiên chẳng thiên à sao chăng nó hiện chờ anh thích chăng nhóm ai cho xe bùi dân mượn mà đón thích nhóm xe là mềm mối nữa chẳng thiên nó bùi dân pra tha bên mùi thứ ngày nữa bên mùi thứ ngày full day chẳng thiên bên mùi thay mình đây tầm mắt mình đây ta dưới không đó mình gì cả là ngay mặt ngay mà đấy hình chẳng à mặt ngay để dương vậy nó cứ chẳng thiên là ngay chẳng thiên cứ mùi ngay nhưng một tí ho mùi sao giờ tôi tới sẽ bảo càng nghiên độc nông bên mà chẳng muốn nơi ngày sau cứ bộ dân thua tại cả là ngay đây bạn ấy miên lại lát có cái thua một ngày đài nè hình chẳng dương ai vậy thầm mình ủa công chùa xin chỉ liều sư chân thiên sang ban đã water gong chua xin chỉ liệu sự chân thiên sang ban đã water gong chua xin chỉ liệu sự chân thiên sang ban đã lúc đó water gong chua sự sinh chỉ liệu sang ban đấy chắc các bạn đây còn là đấy chứ mình đây ta để clear water con chọn đấy mà tình trạng mình đã ca nghi rồi bỏ nhóm tóm tới sinh chỉ liệu sự chân thiên sang ban này cái sai cứ thuê ca nghi bên một ngày thuê ca nghi bên chân thiên sang ban thuê ca nghi bên một ngày water con chọn sinh chỉ liệu sự chân thiên sang ban đấy 我的工作星期六是整天上班的 cái nghe rồi bọc nhóm ngày sau cứ thua ca bên một ngày à tợ nấy mình đây thầm mất nhưng mà bây giờ tích xem em để chạp bán nó để chạp mình bán mặt chạp bê chẳng thiên sang ban đợ chẳng mình đây thả khối này bởi thử tợ nấm bây giờ bà thả rộp bó nấy rồi có đài là bày ná rộp bó của bán nấy của bán đài là của bán chẳng sang ban tợ nấm mình đây thả cả tối bởi thử mình bị ấy thiệt thầm miễn phí sang ban tờ cổng chùa mình là ca nghĩa đại thừa ca nghĩa đại thừa tầm mốt bên một ngày chẳng thiền giá kiểu bỏ thật lõm một vị này mà với nhất này và đây giờ mình chạm bánh đã tê còn mình đã chạm bán chạm đã chạm bánh bán các bạn chạm nó đời xa nâng dương hiện đi chết bên miễn đó nữa ta ok dân ưu tiên hoa tìm mối cứ của tờ cổng chùa xin chỉ liệu sự chẳng thiền sang ban tờ ca nghề được bọc nhóm thứ ngày sau cứ thuê ca bình mùi thứ ngày đấy nó bị tìm mùi bị tìm phí cứ bản thiên cứ cả là thứ ngày nhé bản thiên cả là thứ ngày khỏi thở đi nhé khỏi chia sẻ không để cho hết half day cả là tháng ngày nhé cả là tháng ngày bản thiên
半天กันละไงปั่นเทียนปั่นเทียนกันละไงนะจำบ้านยมตีหอเอ้ยจีนเทียนหัวชิงเจ้าชิงเจ้าโอเคปั่นเทียน我请假半天。今天我请假半天。今天我请假半天。ថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំច្បាប់កន្លះថ្ងៃ半天កន្លះថ្ងៃ请假សុំច្បាប់今天我请假半天。ថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំច្បាប់កន្លះថ្ងៃណា នេះពាក្យទី2 ពាក្យទី3ពីទីបីតាមពិតពាក្យនេះពួកយើងចេះច្រើនហើយអ្នកខ្លះនោះចៅសាំងចៅសាំងចៅសាំងចៅសាំងពួកយើងប្រែថាពេលព្រឹកចៅសាំងពេលព្រឹកណាចៅសាំងខ្ញុំឧទាហរណ៍មីធានអូខេ早上我每天早上我七点半到公司每天早上我七点半到公司每天早上我七点半到公司每天คือรอทั้งไงนะเช้าสางคือเปิดปรักเนี่ยเปิดปรักมั้ย morning每天เปิดปรัก每天รอทั้งไงเช้าสางเปิดปรัก每天เช้าสางนั่นคือយើងប្រើយ៉ាងជាខ្មែរយើងគឺជារៀងរាល់ព្រឹកណាមីធានចៅសាំងជារៀងរាល់ព្រឹកអូឈីទៀនប៉ានតៅកុងស៊ីអូឈីទៀនប៉ានតៅកុងស៊ីឈីទៀនប៉ាន7កន្លះតៅកុងស៊ីនោះគឺដល់ក្រុមហ៊ុនកុងស៊ីកុងស៊ីគឺក្រុមហ៊ុនណាអូឈីទៀនប៉ានតៅកុងស៊ីមានតែខ្ញុំម៉ោង7កន្លះដល់ក្រុមហ៊ុនជារៀងរាល់ព្រឹកខ្ញុំម៉ោង7កន្លះដល់ក្រុមហ៊ុនអូខេ每天早上我七点半到公司。每天早上我七点半到公司。ok, 公司นั่นคือกรมหุ่นนะจังจาวสร้างคือไปปรึกจังมวยเทียดจังเปียมวยเทียดเปียมวยเทียดคือยังจอบไอ้สมัยวิดีโอนี้คือเปียท่าหวานสร้างหวานสร้างวันสร้างปุยังปลาดับเปลยบนะในวันสร้างเปลยบวันสร้างโอเควันสร้างเปลยบจังยังเอาจะเกลียวตีหอมน้องคือยิ่งเพิ่มเปลี่ยนใหม่เทียนอะไรใหม่เทียนวันสร้างโอchàng chàng phụ sĩ phụ sĩ công khờ mày thiênmày thiên hoàn sang hóa tráng tráng phụ sĩ công khờ mày thiên hoàn sang hóa tráng tráng phụ sĩ công khờ bằng tiết mày thiên hoàn sang hóa tráng tráng phụ sĩ công khờ sao chữ mấy mày thiên hoàn sang hóa tráng tráng phụ sĩ công khờ prai thá chỉ riêng rùa giúp rồi có rùa ngay bề giúp chẳng như prai chỉ lấy cứ chỉ riêng rùa giúp
ខ្ញុំឆាងឆាងតែងតែហ្វូស៊ីកុងខរំលឹកមេរៀន ខ្ញុំតែងតែរំលឹកមេរៀនណាវ៉ាឆាងឆាងហ្វូស៊ីកុងខខ្ញុំតែងតែរំលឹកមេរៀនឆាងឆាងប្រែតែតែងតែឆាងឆាងតែងតែឆាងឆាងហ្វូស៊ីកុងខរំលឹកមេរៀនណាតោះអូខេឥឡូវយើងសង្ខេបមកវិញអ្វីដែលយើងរៀននេះណាទីមួយគឺចឹងធានចឹងធាន我的工作星期六是正天上班的。半天。今天我请假半天。今天我请假半天。早上。 每天早上我7点半到公司。每天早上我7点半到公司。晚上。每天晚上我常常复习功课。每天晚上我常常复习功课。OK，已经要job。本来还用的少，每一 មួយវីដេអូចុងក្រោយដើម្បីបញ្ចប់មេរៀនដែលតាក់ទងទៅនឹងពេលវេលានេះណាហើយពួកយើងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាអរគុណ